Rồi giờ em đóng hàng cho anh Ngô Minh Trực luôn, về Cao Lãnh Đồng Tháp. Bỏ tay quay 3 khúc thôi. Mở ra lần. Bỏ ra quay 3 khúc. Nó không có cần hay là chỉ lấy 3 khúc thôi. Cái này là thép đặc. Lấy em cái cần thôi. Thép đặc. Cứng nha. Không. Cái này là thép đặc. Còn cái chỗ này là mình đã nấu vô. Nấu vô rồi mình siết cái này. Loại này mình bảo hành đẩy công đổi mới trong 6 tháng. Đẩy công đổi mới hết. Không phải là thép mỏng nha. Thép rất là dày luôn. Thép rất dày. Thép 990g. À, 990g. Nó đang keo quá nãy. Thì làm sao nè, thì làm sao là cái máy của anh nó đang quay nè, là nó nằm trong cái phạm vi của người ta thấy. Mày dựng lên là người ta hết thấy rồi đó. Hiểu không? Nè. Thì làm cái gì mà nó lâu quá rồi, tao bỏ vô rồi. Đúng vậy. Nè. Không rồi. Lấy con kèo rồi. Mấy đến giờ hôm nay mà nó thấy mình về giờ mấy cái giờ đánh rồi. Đó, vậy là xong rồi đó. Cái chỗ nào để cho cái chỗ mình nhận là để hay để cho người ta thấy nhất nè. Cái tên mình gửi thôi, không cần cái trước. Đó. Rồi giờ đi giao tranh luôn đó.